Ok, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chơi con Gawin, và giống clip trước thì anh em rất là thích về cái cách bắt cầu trong những con game mini Sigbo. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục vào bắt cầu trong con game mini Sigbo cùng anh em để xem là cách bắt cầu này liệu rằng nó có hiệu quả hay không nhá. Ok, Sigbo mini. Vốn hôm nay có 400k thôi nên là mình sẽ đánh cẩn thận. Đấy. Test đã nhá. Mình bắt đầu test cầu. Ok, lẹ này. Cứ phải test cho chắc ăn này anh em ạ. Đấy, test cho chắc ăn nhá. Khi nào nó lộ hẳn cầu anh em test 7 8 ván được, miễn sao khi mà nó lộ cầu ra anh em đánh nó dễ là được thôi. Nó chưa gì ra ba lẻ à? Ra một chuỗi lẻ luôn à. Ba lẻ thì ván này mình nên đánh sẵn anh em ạ. Ba lẻ ván này mình nên đánh sẵn nhé. Đấy, chính xác. Ba lẻ ván này mình nên đánh sẵn. Ok, test tiếp này. Cứ khi nào chắc ăn rồi đánh tiếp được anh em ạ. Lại lẻ này. Nói mà anh em. Cứ chắc ăn rồi đánh. Biết ngay là lẻ mà. Sẵn không? Là lẻ tiếp anh em ạ. Quá. Ảo giờ. Thế ván này là lẻ à? Ván này lại lẻ à? Là sẵn à? Rồi, 31 31 vậy thì ván này là lẻ nhá. À 50k thôi. Lẻ này. Chính xác đúng không ạ? 31 31 vậy thì đang là 11 vậy thì ván này mình sẽ tiếp tục đánh sẵn một ván nữa. Sẽ là hợp lý nhất. Rồi, chính xác đúng không ạ? Vậy đây đây sẽ là được một cầu 11, ok chưa? Rồi, test này. Test này. Vẫn đang là 11 này, test tiếp. Anh em nói chung là anh em cũng phải bình tĩnh thôi. Ok, vẫn đang 11 này, cứ một sẵn một lẻ là cầu 11 nhá. Đây, lên được hai sẵn này. Vậy thì sẽ là như nào đây nhỉ? Chưa chắc đâu, ván này thì mình phải chờ chẵn nào, ván này nghi là chẵn này là vẫn là lẻ anh em ạ. Ui, ảo nhỉ, nếu mà theo thế bằng chân thì ván này sẽ về chẵn nhá, 20k chẵn này, đúng đúng thế bằng chân anh em ạ. Thì mình để ý là từ nãy là chỉ một chẵn là nó bẻ, thế nên là mình cũng nghi ngờ là ván này chẵn là nó sẽ không bẻ đâu. 20k này hợp lý đúng không ạ, hai con tám. Vậy thì mình đang có là ba chẵn, à ba lẻ và hai chẵn, thì ván này tỷ lệ cao sẽ là ván này sẽ là lẻ, 50k lẻ lên 600k không? Chính xác đúng không ạ, chính xác. Và nếu như đúng cầu, nhưng mà đúng cầu thì ván này sẽ phải tiếp tục là về sẵn thôi, nhưng mà mình sẽ chơi ở mức là vừa phải nhé, mình sẽ đánh ở mức vừa phải anh em ạ. Đấy, hợp lý luôn, hợp lý luôn. Test đã, bây giờ lại phải test cho chắc cú anh em ạ, bởi vì cầu này mình được phép chọn test, chọn là mình được test hay là không test. Đấy. Ok, ván này sẽ là chẵn nữa chứ, ba chẵn không, à lại một lẻ, một lẻ à. Ok, đang chuyển thành cầu 21 nhá, đang chuyển thành cầu 21 thì ván này đúng là chẵn rồi, đúng chẵn chuyển thành cầu 21 anh em ạ. Chuyển thành cầu 21, 21 thì tỷ lệ cao ván này sẽ tiếp tục là về một chẵn nữa để tạo thành cầu 21, đúng chính xác đúng không ạ, đúng chính xác là cầu 21 luôn. Ok, vậy thì tỷ lệ nếu mà đúng cầu 21 thì ván này nó sẽ là lẻ anh em ạ, đúng cầu 21 lẻ nhá, 100k lẻ này, chính xác đúng không ạ. Đấy, chính xác. Thì đang đi cầu 21 21 21 rồi thì liệu rằng ván này có tiếp tục đi cầu 21 hay không anh em? Test đúng không ạ? Chúng ta quay lại chúng ta test. Chặn tiếp này. Ôi đúng cầu 21 à? Ảo nhỉ. Test đi, cứ test đi anh em ạ. Cầu đang khó thì cứ test đi. Chặn lẻ lại cầu 11 này. Là chặn. Ôi, đang đi cầu 11 47 47 này. 78 ok, ván này thì nó về chặn rồi này. Sẵn thì sẵn tiếp đi. À, lại lẻ. Lẻ đầu 7, đôi 7 lẻ tiếp này. Ôi lại chán anh em, ôi cầu ảo thế nhỉ. Chuyển cầu liên tục luôn từ cầu 12 sang cầu 12, vậy thì ván này sẽ là chẵn tiếp. Nhưng mà chính xác thì ván này sẽ là chẵn tiếp để chuyển sang cầu 12 nhá. Rồi chính xác luôn anh em ạ. À, và vô tình là mình sẽ nhìn thấy là cầu đó là cầu 1 thì tỷ lệ cao ván này sẽ là cầu, đây sẽ là chẵn để tạo thành cầu 1 2 3 tách, vì không chắc chắn thì mình cũng chỉ đánh 50k thôi, chính xác đúng không? Chính xác luôn. Wow. Nếu mà đúng thế bằng chân thì sao anh em? Nếu mà đúng thế bằng chân thì mình sẽ là ván này mình sẽ đánh lẻ, nhưng mà mình phải test thôi. Nói chung mình phải test đấy. Nghi lắm anh em ạ. Chắc cú mới đánh được. Và nó không chắc thì đừng có đánh. Ok. Cầu 214 vậy là khả năng cao đây sẽ là cầu 411, vậy khả năng ván này sẽ là ván chẵn tiếp theo này. À, 50k nhá, 50k chốt lên 800k này, chẵn. Hợp lý đúng không ạ?
Hợp lý, ok. Vậy là từ 400K sau tầm khoảng độ là 5 phút đến 7 phút thì mình đã bắt cầu theo đúng cái xu hướng đó là con cầu xích bo này. Ok chưa? Thì mình đã thắng được là từ 400K bây giờ mình lên 800K rồi, mình sẽ dừng nhá. X2 vốn rồi thì nghỉ thôi anh em ạ. X2 vốn thì nghỉ thôi. Ok. Thì clip này thì mình đã hướng dẫn rất là chi tiết về cái bắt cầu rồi. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn để anh em hiểu hơn nhá. Thì anh em cùng chờ đón clip tiếp theo và mình sẽ chỉ cho anh em cách bắt cầu như thế nào cho đúng nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.